Cựu tiền vệ Graeme Souness liệt kê 6 cầu thủ đang kìm hãm sự phát triển của Man United, trong đó có hai tân binh đắt giá Rasmus Højlund và Andre Onana. Man United khởi đầu mùa giải mới thiếu thuyết phục khi thắng nhập quốc 1-0 Nottingham Forest 3-2 trên sân nhà và gục ngã trên sân Arsenal, Tottenham Hotspur ở 4 vòng mở màn ngoại hạng Anh. Quỷ Lille hiện tụt xuống thứ 11 với 6 điểm. Souness nhận định công tác chuyển nhượng thiếu hợp lý là nguyên nhân khiến Man United thi đấu không tốt. Hè này, chủ sân Old Trafford chia tay David De Gea, cầu thủ có thâm niên nhất đội, để tuyển mộ Onana với 62 triệu đô la Mỹ. Onana là mẫu thủ môn hiện đại, nổi bật ở khả năng chuyền bóng bằng chân, được kỳ vọng sẽ giúp Manchester United cải thiện khả năng triển khai bóng từ sân nhà. Sau đó, Man United mua Højlund với 83 triệu đô la Mỹ phí trả trước kèm 11 triệu đô la Mỹ phụ phí. Đây là thương vụ gây tranh cãi, khi trung phong Đan Mạch không có thành tích ghi bàn ấn tượng, với 9 pha lập công qua 32 trận ở Serie A mùa trước. Højlund cũng chấn thương lưng, lỡ 3 trận đầu và chỉ vào sân cuối trận thua Arsenal ở vòng 4. Tôi không nghĩ Man United mạnh hơn mùa trước, Souness nói với Sun Sport tuần này. Họ chi rất nhiều tiền cho Højlund, người không có thành tích ghi bàn tốt. Giờ thì cậu ấy đến giải đấu mà việc ghi bàn thực sự rất khó khăn. Tôi có thể sai, nhưng một tiền đạo chưa được kiểm chứng như thế cũng là một canh bạc lớn. Tôi nghĩ Onana sẽ giúp Man United triển khai bóng tốt hơn từ sân nhà, nhưng tôi không chắc cậu ấy có làm được điều quan trọng nhất là ngăn bóng vào lưới không. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Man United còn gặp nhiều vấn đề nơi hậu trường. Sau khi đẩy Mason Greenwood, tiền đạo từng dính cáo buộc hành hung bạn gái, sang Getafe theo dạng cho mượn, Man United gặp rắc rối tương tự với Anthony. Hôm 10 tháng 9, Man United thông báo Anthony sẽ ở lại Brazil và không trở về Anh, sau những cáo buộc anh tấn công bạn gái cũ. Theo Souness, Anthony hay Sancho không phải là giải pháp lâu dài nếu Man United muốn cạnh tranh danh hiệu ngoại hạng Anh và Champions League, đồng thời chỉ trích bộ đôi Anthony Martial và Casemiro. Martial không đáp ứng được kỳ vọng từ khi gia nhập Man United hè 2015 và thậm chí không cán mốc 10 bàn từ mùa năm 2019 đến năm 2020. Trong khi đó, Casemiro có phần sa sút và cho thấy dấu hiệu của tuổi tác từ đầu mùa. Souness làm cầu thủ giai đoạn năm 1970 đến năm 1991 cùng Liverpool 3 lần đoạt cúp C1 châu Âu. Ông bắt đầu làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ ở Rangers năm 1986 cho đến khi giải nghệ năm 2006 ở Newcastle. Ở tuổi 70, ông làm bình luận viên trên đài Sky. Man United thông báo tiền đạo Jadon Sancho sẽ phải tập riêng tới khi vấn đề kỷ luật của anh được giải quyết. Tuyên bố của Manchester United ngày 14 tháng 9 cũng đồng nghĩa Sancho sẽ không được phép tập cùng đồng đội vô thời hạn. Điều đó cũng đồng nghĩa anh không thể thi đấu, gần giống trường hợp đồng đội Anthony. Sancho, trên ích mạng xã hội có tên cũ là Twitter, từng ám chỉ huấn luyện viên Erik ten Hag dối trá, sau khi anh không được đăng ký ở trận gặp Arsenal hôm 3 tháng 9. Huấn luyện viên người Hà Lan giải thích rằng Sancho tập chưa đạt yêu cầu. Còn tiền đạo người Anh viết, tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã tập luyện rất tốt trong tuần qua, nhưng tôi không muốn nói ra nguyên nhân thật sự của vấn đề này. Ngay sau khi Sancho đăng bài, Ten Hag đã tìm cách đẩy anh sang đội khác và vài câu lạc bộ từ Arab Saudi tỏ ra quan tâm, theo The Athletic. Manchester United chào giá 81 triệu đô la Mỹ, thấp hơn một chút so với số tiền họ chi cho Dortmund để chiêu mộ anh 2 năm trước. Tuy nhiên Sancho và người đại diện không hề muốn đàm phán ra đi. Thay vào đó, anh cùng hậu vệ Aaron Wan-Bissaka sang Mỹ dự sinh nhật của cầu thủ bóng rổ John Wall. Sancho từng nghỉ thi đấu 3 tháng ở Man United mùa trước, nhưng khi đó Manchester United không thông báo lý do. Ông Ten Hag cũng chỉ nói rằng tiền đạo này cần thời gian ổn định tâm lý cũng như thể lực để thi đấu. Nhưng sau khi Sancho công khai phản bác huấn luyện viên đầu mùa này, anh không còn được bảo vệ dù đã xóa bài chỉ trích Ten Hag. Không còn Sancho, Anthony hay Mason Greenwood đều vì những lý do ngoài chuyên môn, Ten Hag đang thiếu lựa chọn bên cánh phải. Phía trước họ là hai trận khó khăn gặp đội khách Brighton ở vòng 5 ngoại hạng Anh và chủ nhà Bayern Munich ở lượt đầu vòng bảng Champions League.